cho nên hy vọng tỳ kheo và tỳ kheo ni nỗ lực tham thiền trí cầu khai ngộ chứng đắc đạo quả hiện tại có hai vị tỳ kheo phát tâm tam bộ nhất bái cầu cho thế giới hòa bình vô tai nạn tỳ kheo ni không thể đứng đằng sau vì tại nước mỹ này nam nữ bình đẳng hiện tại đang khảo tuyển nhân tài khai ngộ và chứng quả hy vọng mọi người nỗ lực tranh thủ hiện tại có vị cư sĩ đưa ra vấn đề vị cư sĩ này không biết là cư sĩ nam hay là cư sĩ nữ y nói tỳ kheo và tỳ kheo ni có thể khai ngộ có thể chứng quả vậy chúng tôi người cư sĩ có hy vọng chăng bây giờ bổ sung thêm cư sĩ nam và cư sĩ nữ đều có hy vọng đều có thể khai ngộ cũng có thể chứng quả nhưng phải tu hành nếu không tu hành thì dù phật đích thân tới giáo hóa cũng không thể thành phật nếu thành tâm tu hành thì phật không đến cũng có thể thành phật chỉ xem bạn tu hành hay chăng để quyết định thành phật hay không thành phật chủ không thần sanh cát tường phong, được một giải cát thấu rõ vô biên cảnh giới thần tướng. Vị sinh cát tường chủ không thần, cát tường, tức là gì cũng đều tốt, chẳng có xấu, nếu có xấu thì chẳng phải là cát tường. Vị chủ không thần này sinh được gió cát tường, gió này là pháp thanh tịnh, chứ chẳng phải là pháp nhiễm ô, cho nên gọi là gió cát tường. Gió có rất nhiều loại, có gió cuồng gió bão gió bắc gió đông gió tây đều chẳng phải là gió ca tường gió từ gió hòa gió huệ gió nam đều là gió ca tường đại thuấn nói nam phong chi huân hè khả dĩ dài ngô dân chi sấn hè nam phong chi thời hè khả dĩ phú ngô dân chi tài hè ông ta nói gió nam rất như hòa rất dễ chịu làm cho dân của tôi đều chẳng có nóng giận mọi người đều hòa mục tương xứ. Khi trời thổi gió nam thì có thể khiến cho dân của tôi đều giàu có. Vị vua Thuấn này là hoàng đế hiếu thuận nhất của Trung Quốc, cũng là hoàng đế dân chủ nhất. Ông ta là Bồ Tát đến giáo hóa chúng sinh, đến lợi ích chúng sinh. Cử chỉ hành động của ông ta là đại công vô tư, là hoàng đế được đời sau này tôn kính nhất, sùng bái nhất. Có bài thơ rằng, Sơn ngoại thanh sơn, lầu ngoại lầu, Tây hồ ca vũ kỳ thời hưu, Noãn phong vân đắc dù nhân túy, chợ bà Hàng Châu đương Biện Châu. Đây là bài thơ vào đời tống, Người ái quốc sáng tác. Xạ thiên an hoàng đế tại Giang Nam, Quyền trình phạt phía Bắc khôi phục đất nước, Cho nên nhận lầm Hàng Châu, Kinh đô Nam Tống gọi là Lâm An, Này gọi là Hàng Châu, làm Biện Châu, Kinh đô Bắc Tống gọi là Biện Lương, này là khai phong. Bài thơ này cũng nói về gió, ông ta nói bên ngoài núi còn có núi xanh, bên ngoài lầu còn có lầu cát, giống như một bức họa tuyệt tác. Đây là hình dung cảnh trí Tây Hồ, gió ấm nhẹ nhàng dễ chịu, thổi vào mặt người làm cho thoải mái dễ chịu, khiến cho người viếng cảnh giống như uống say, chẳng biết đông Tây Nam Bắc, cho đến Hàng Châu mà nhận làm Biện Châu, vui mà quên về đó là nói nam tống hoàng đế không có ý chí phạt bắc mà nhớ nhung say xưa sự ca vũ hiện tại chúng ta đang nói đến chữ phong chữ này có rất nhiều danh từ như phong tục phong hóa phong khí phong tình phong nguyệt phong thủy phong thổ phong vân phong cảnh phong ba phong tai vân vân muốn biết tỉ mỉ thì có thể tra từ điển ở trong đó có đề cập đến rất nhiều chúng ta phải quạt gió cát tường đến khắp mọi nơi, làm sao sinh được gió cát tường. Nếu bạn có sự khoái lạc thành tịnh, tức là gió cát tường, không thành tịnh, không khoái lạc thì chẳng phải là gió cát tường, mà là cuồng phong bạo vũ. Chúng ta phải làm cho gió cát tường hòa phong tế vũ cùng khắp pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích ở trong gió cát tường. Có câu, hàng như ý vũ ưa trần hoàn, dưới mưa như ý khắp hoàn cầu, các hoàn cầu đều dưới mưa như ý tức cũng là dưới mưa châu như ý trong hoàn vũ bạn có châu như ý tôi cũng có châu như ý hạt châu như ý này tròn sáng lấp lánh đều ở trong tự tánh của chúng ta bất tất phải cầu bên ngoài muốn tận hư không khắp pháp giới đều sinh ra thứ gió các tường này thì phải quạt gió các tường làm cho tất cả tai nạn đều chẳng còn nữa quạt hết khí xấu đi chẳng còn nữa thì sẽ có hòa khí. Hòa khí tức là cát tường, khí xấu tức là ách nạn. Trong tâm kinh có nói, độ tất cả khổ ách. Có khổ ách thì chẳng có cát tường, không có khổ ách thì có cát tường. Chúng ta phải quạt gió cát tường đến khắp mọi nơi, dưới mười như ý khắp mười phương, phải phát tâm như thế. Nếu không quạt gió cát tường thì không thể dưới mười như ý. Như vậy thì sao trồi sẽ đến. Hiện tại trong hư không xuất hiện sao trồi. Còn sao trồi này lợi hại nhất, lớn nhất, nó đã xuất hiện cách đây 2.000 năm. Nó có thể hủy diệt quả địa cầu này, có thể khiến cho trời đất đảo ngược. Trời ở dưới đất ở trên, ai có sức lực này, còn sao trồi có oai lực này, đó là thế giới đã đến ngày cuối vậy. Trong kinh lăng nghiêm nói, Tuệ bọc phi lưu, sao trồi bay chạy, tia sáng nhoáng của sao trồi là thiên xạ giống như hỏa tiễn, ở đuôi đều phun ra lửa ngọn giống như cái trồi, cho nên gọi là sao trồi. là sao chẳng cát tường, khi nó xuất hiện thì tạo thành đại kiếp vận. Sao bọc cũng là một thứ sao trồi, tia sáng nhoáng tứ xạ cũng chẳng cát tường. Phi lưu tức là sao rớt vào ngày mùng 10 năm 1973, con sao chổi này xuất hiện đã đến gần bên cạnh quả địa cầu. xem ra trạng kiếp vận này không cách chi vãn hồi. những lời này tôi vốn không muốn nói vì sao chổi quá nguy hiểm. lần kiếp vận này quá lớn, song nếu không nói thì tâm của mọi người vẫn không chuyển, vẫn chuyển không qua được. nếu tâm của mọi người chuyển biến thành tâm thành tịnh, thì mới khiến cho sao chổi này tiêu mất trong vô hình mới tránh được tràng kiếp lớn này. Tai nạn này chẳng phải là một quốc gia mà là tai nạn lớn của toàn thế giới. Lúc đó là đầu mối sinh tử của nhân loại, có thể nói là vạn phần nguy hiểm. Chùa Kim Sơn của chúng ta có hai vị tỳ kheo hành Bồ Tát Đạo, vì cầu cho thế giới hòa bình mà phát tâm tam bộ nhất bái hiện thần thuyết pháp có khả năng điều phục sao trổi lần này, khiến cho nó chuyển biến phương hướng, không để cho địa cầu hủy diệt. Một số người xem ra cho rằng việc làm hành vi này là ngu si nhất. Kỳ thật, hai vị này dùng phương pháp cổ lão ngu si nhất để hàng phục sao trổi, khiến cho nó không đến sớm đánh quả địa cầu. Nhờ đó mà cứu vãn sinh mạng của tất cả chúng sinh toàn thế giới. Đại kiếp vận này là nghiệp tạo ra bởi chúng sinh toàn thế giới, nếu ai ai cũng cải ác hướng thiện thay đổi tâm tánh, thì tức là sinh gió cát tường. Thứ gió cát tường này có thể làm cho vận nguy của thế giới xoay chuyển, không bị sao trổi lẻn đánh. Sự lẻn đánh nguy hại này, so với đạn nguyên tử hoặc đạn kinh khí, còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Hãy nhìn hai vị hành giả này, công đức tạm bộ nhất bái có thể vãn hồi kiếp vận trăng vị chủ không thần này đắc được một giải thoát thấu đạt vô biên cảnh giới thân tướng thấu đạt tức là tỏ ngộ triệt đẻ triệt ngộ đến vô biên cảnh giới vô biên cảnh giới là gì tức là thân phật như hư không vì thân phật như hư không cho nên gọi là vô biên cảnh giới do đó nếu ai muốn biết cảnh giới phật hãy tịnh ý mình như hư không vô biên cảnh giới cũng vô tướng tướng mà vô tướng mà tướng cảnh giới này tức là cảnh giới hoa nghiêm không thể nghĩ bàn cảnh giới vi diệu này chẳng phải sự suy nghĩ của phàm phu mà minh bạch được vị chủ không thần này và được môn giải thoát này chủ không thần ly chướng an trụ được môn giải thoát trừ được tất cả nghiệp hoặc chướng của tất cả chúng sinh vị ly chướng an trụ chủ, chủ không thần này để khỏi tất cả chướng ngại an trụ nơi bất động địa an trụ nơi thiền định an trụ nơi tịch tĩnh. Vị này đắc được trừ diệt nghiệp hoặc chướng của tất cả chúng sinh, tức là trừ tất cả ác nghiệp, tất cả hoặc tất cả chướng ngại của chúng sinh. Nghiệp ác trừ khử được thì tồn tại nghiệp thiện, nghi hoặc tức là mê hoặc. Chẳng thấy rõ gì hết, chướng là chướng ngại bồ đề đạo. Cái gì chướng ngại bồ đề đạo, tức là phiền não. Xong phiền não là bồ đề, làm sao trừ khử, không cần trừ khử, mà phải chuyển hóa nó, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ô minh thành trí tuệ, chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, cho nên vị chủ không thần này đắc được môn giải thoát này. Chủ không thần quảng bộ diệu kế được môn giải thoát từ duy quán sát khắp biển hạnh rộng lớn. Vì quảng bộ diệu kế chủ không thần này quan sát được sở tu hành, biển hạnh rộng lớn của tất cả chúng sinh, suy ngẫm can tính rộng lớn của tất cả chúng sinh, bèn quan sát căn cờ vì người nói pháp. Theo bệnh cho thuốc mà phổ độ tất cả chúng sinh, biển hạnh rộng lớn tức là hạnh môn vô lượng vô biên, mỗi một chúng sinh đều có một thứ nhân duyên, thì họ tu thứ sao môn đó gần nhất phải tương ứng nếu không tương ứng thì đó đây đều chẳng ích lợi gì, cho nên vị chủ không thần này đắc được cảnh giới này, Mình bạch được môn giải thoát này. Chủ không thần vô ngại quang diện được môn giải thoát, đại bi quang cứu hộ hết thảy ách nạn của tất cả chúng sinh vị vô ngại quang diệm chủ không thần này đắc được một giải thoát đại bi quang đại bi tức là cứu khổ vị này dùng bát nhã quang minh để cứu khổ hết thảy ách nạn của tất cả chúng sinh khiến cho họ lìa khổ được vui tất cả chúng sinh sinh tử ở trong biển khổ sinh rồi chết chết rồi sinh tuần hoàn không ngừng ở trong sinh tử luân hồi ở trong biển khổ bỏ thân này sinh thần khác tự cho rằng đó là việc tốt cho nên trôi nổi mà không nghĩ lìa khỏi đó là ách nạn của tất cả chúng sinh. Trong tâm kinh nói, năm uẩn đều không vượt qua tất cả khổ ách. Khổ ách này tức là khổ ách sinh tử. Năm uẩn giống như năm bộ y phục mặc trên thân, phải cởi ra từng bộ từng bộ đến khi chẳng còn đeo sợi tờ nào nữa. Thế thấy được bổn lai bộ mặt thật đã được giải thoát, liễu sinh thoát tử. Như thế thì vượt qua được sinh tử vân hồi, đã đến bởi Niết Bàn bên kia, vị chủ không thần này cứu hộ tất cả chúng sinh bị khổ ách, đắc được môn giải thoát này. Chủ không thần vô ngại thắng lực, được môn giải thoát, sức vào khắp tất cả phước đức mà chẳng chấp trước. Vị vô ngại thắng lực, chủ không thần này, đắc được môn giải thoát, sức vào khắp tất cả phước đức mà không chấp trước. Tại sao chúng ta chấp trước về tồn tại cái ta? Đây là ta, đó là của ta. Chấp đông chấp tây, tất cả đều buông chẳng đặng, cho nên chẳng có phước, chẳng có đức. Chúng ta người tu đạo, phải phá chấp trước, tù phước đức, chẳng còn chấp trước nơi năm uẩn, thì sẽ có sở thành tựu. Tóm lại, năm uẩn đều không, tức là Bồ Tát, năm uẩn chưa không là Phạm Phu, vị chủ không thần này tu vô lượng phước đức. Phước thì bên ngoài, đức thì bên trong, xong cũng chẳng chấp trước. Chủ không thần ly cấu quang minh, được môn giải thoát khiến tất cả chúng sinh lìa chư cái thì tâm được thanh tịnh. Vị ly cấu quang minh chủ không thần này, ra lìa trần cấu mà đắp được quang minh, không thanh tịnh gọi là cấu. Cấu này sẽ đậy tâm tính của con người, che tính tịnh minh thể của chúng ta không sáng được giống như trên gương có bụi bặm đóng không thể chiếu soi tất cả tướng phải lau chùi bụi bặm trên gương thì dụng đồ của gương sẽ hiện ra dụng đồ của gương là gì tức là chiếu được mọi hình tướng nếu có một lớp bụi bặm thì không thể chiếu soi tất cả hình tướng tầm quang minh của chúng ta vốn có tự tánh quang minh vốn có trí huệ quang minh như tấm gương trí huệ vốn có trải pháp nhãn vốn có cũng giống như gương, song bị trần cấu vô mình tập khí trẻ lấp, cho nên không hiện ra quang minh. Lì cấu quang minh tức là địa cấu bẩn, quét sạch trần cấu, tức là đoạn trừ tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Quét sạch cấu tham, cấu sân, cấu si thì quang minh tự nhiên sẽ hiện ra, cho nên vị chủ không thần này gọi tên này. Tên này cũng là giả, vì vị này là chủ không thần. Không thức là gì cũng chẳng có, một không thì tất cả đều không, ở đâu cũng chẳng có tình hình gì, sao lại có một cái tên gọi là ly cấu quang minh, bổn lai thì gì cũng chẳng có, lại có cấu, gì có thể lìa, còn có quang minh gì có thể hiện, đó là nói tự tánh của con người, bổn lai là thanh tịnh, bổn lai là bất cấu bất tịnh khiến cho con người đừng chấp trước. Vị ly cấu quang minh chủ không thần này, chỉ minh bạch được một pháp môn trong vô lượng pháp môn của Phật. Vì vị này là thần cho nên chỉ minh bạch một bộ phận, giống như chúng ta uống nước. Chỉ cần uống đủ lượng nước vừa đủ thì ngưng, không thể uống nhiều vì sức chứa của bụng có hạn. Vị chủ không thận này tuy nhiên không như thế, song cũng không thể hoàn toàn thấy rõ thông đạt hết pháp môn của Phật, chỉ minh bạch được cảnh giới môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh tâm địa chưa cái thanh tịnh mà thôi. chưa cái tức là ngũ cái, những gì là ngũ cái tức là một tham dục cái, có thứ cái này rồi thì chấp trước vào cảnh giới năm dục. Hai sân khỏe cái, có thứ cái này rồi thì gặp nghịch cảnh, tâm bền phẫn nộ, ba thủy miên cái có thứ cái này rồi thì thân tâm hôn trầm bốn trạo hối cái có thứ cái này rồi thì tâm tánh nóng nảy đối với những việc làm đều khởi yếu não năm nghi pháp cái có thứ cái này rồi thì khởi mê hoặc đối với các pháp do dự không quyết định năm thứ cái này che đậy tâm tánh nên không thể sinh ra pháp lành nếu không có năm thứ cái này thì sẽ đắc được thanh tịnh tâm quang minh sẽ hiện tiền tâm quang minh hiện tiền thì sẽ chiếu khắp pháp giới vị chủ không thần này vào môn giải thoát này trí huệ quang minh bổn lai chiếu khắp pháp giới song vì có thùng gỗ đen cho nên chẳng có quang minh trên thùng gỗ đen này có nắp đậy bây giờ bị che đậy cho nên một chút ánh sáng cũng chẳng có giống như ly trà này bây giờ tôi đậy nắp lên thì bên trong sẽ đen tối tâm của chúng ta cũng như thế trí huệ của chúng ta cũng như thế sự che đậy tức là vô minh ai phá được năm cái này thì người đó được tự tại không phá được năm cái này thì chẳng được tự tại phương thức giảng kinh hiện tại của chúng ta có những điểm khác với phương thức giảng kinh ở trung quốc chúng ta chọn lấy phương thức dân chủ mọi người đều có quyền phát biểu bất cứ ai giảng sai thì mọi người đều có quyền đưa ra thảo luận dù tôi cũng thế nếu có chỗ nào giảng sai lầm thì chỉ ra để nghiên cứu chúng ta đều bình đẳng không có quan niệm giai cấp đừng có phân biệt thầy trò nên phá tư tưởng chuyên chế. Trên lý luận bất cứ ai cũng không thể cầu thả lơ là, phô diễn mà phải nhận chân để nghiên cứu, cho nên vĩnh gia đại sư nói. Có nghi bất quyết trực tu tranh, chỗ nào không minh bạch hoài nghi thì phải tranh. Tranh gì? Tranh chân lý, nhất định phải phát huy ra chân lý. Kiến giải của tôi không nhất định đều là đúng. Hãy dùng trí huệ của mọi người để phát minh trí huệ của một người có hạn trí huệ của đại chúng vô hạn tôi nghĩ không tới mà bạn nghĩ tới bạn nghĩ không đến mà họ nghĩ đến mọi người cùng nhau hợp thành một đó gọi là tâm đại chúng tức là phật tâm lý luận của đại chúng là lý luận của phật cho nên mọi người đừng khách sáo thảo luận cùng nhau phát huy ra chân lý tôi nhớ xưa kìa không rõ năm nào tôi cảm thấy ai ai cũng đều phát nguyện muốn giỏi hơn người thông minh hơn người hy vọng có trí huệ hơn người Do đó, tôi phát một lời nguyện đặc biệt là nguyện ngu si hơn người, nguyện đem trí huệ của mình bố thí cho hết thảy mọi người. Phát nguyện này rồi quả nhiên ngu si thật, có tiền thì bố thí cho người dùng, có vật gì cũng thế, thậm chí sinh mạng cũng nguyện bố thí, đó là việc quá khứ của tôi. Chủ không thần thâm viễn diệu âm được mua giải thoát trí quang minh thấy khắp mười phương. Vị thâm viễn diệu âm chủ không thần này có cảnh giới sâu xa không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này vị này khéo nói các pháp. Vì vị này có đại trí huệ phát được tất cả ngu si cho nên đắc được môn giải thoát. Trí huệ quang minh thấy khắp mười phương. Đó là một phần trong cảnh giới của Phật. Chủ không thần quang biến thập phương được môn giải thoát, không động bổn xứ mà hiện khắp thế giới. Vị quang biến thập phương chủ không thần này có trí huệ quang mình đầy khắp mười phương, đã được cảnh giới không động bổn xứ. Không động tức là tuy thân tâm không động mà trí huệ quang biến khắp mười phương. Tuy nhiên biến khắp mười phương mà trí huệ quang mình vốn có chẳng giảm bớt. Không động bổn xứ là chỗ chính không dao động mà biến khắp mười phương mà bổn xứ không động. Cho nên vị này gọi là quang biến thập phương chủ không thần. Môn giải thoát này ai muốn tu thì người đó đắc được. Tu đạo là từ nhỏ mà lớn, từ gần mà xa, từ tự mà tha, tu từng bước từng bước. Bất động bổn xứ là gì? Ví như làm rất nhiều công việc mà trong tâm không cảm thấy mệt, không có ý niệm khổ nhọc mệt mỏi. Đó là sở hành vô sự, dùng công việc, làm vận động thần thể. Tuy làm việc mà không có việc để làm, đó là vô công dụng đạo, tức cũng là không động bổn xứ bổn xứ tức là tâm tâm không động thì không động bổn xứ nếu tâm động thì động bổn xứ bấy giờ chủ không thần tịnh quang phổ chiếu nước oai lực của đức phật quán khắp tất cả chúng chủ không thần mà nói bài kệ rằng lúc bấy giờ là chỉ lúc nào kỳ thật chẳng có một thời nào nếu nói là thời này đây thì thời này đã qua rồi trong kinh kim càng nói quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại tâm bất khả đắc vị lai tâm bất khả đắc. Tất nhiên là ba tâm bất khả đắc, sao lại chấp trước vào một thời? Vậy tại sao trong kinh văn nói có một thời? Lúc bấy giờ trong kinh văn là vì lúc đó có trăm ngàn ức Bồ Tát và thần chúng, thiên lòng bát bộ vân vân đều vây quanh Đức Phật. Mọi người đồng thời tán thán Phật chẳng phân biệt trước sau, nhưng dùng văn tự ghi chép thì có phân biệt trước sau, không thể biên chép ra nhiều kệ như vậy cùng một lúc giống như ăn đồ ăn, phải ăn từng miếng từng miếng không thể cùng lúc ăn một miếng mà no được. Cho nên có thứ lớp trước sau, bổn lai lúc bấy giờ này là lúc đương thời tất cả Bồ Tát, tất cả Thiên Vương, tất cả Thần Chúng, tất cả Thiên Long bát bộ, đồng thời tán thán Phật, cho nên lúc đó chẳng có trước sau. Hơn nữa, lúc đó đã quá khứ rồi, chấp trước và lúc đó lại có ích gì? Vị tịnh quang phổ chiếu chủ không thần này, có con mình thành tịnh chiếu khắp mười phương pháp giới. Vị này nương đại oai thần lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ không thần, mà nói ra bài kệ tán thán cảnh giới của Phật. Mắt như lai rộng lớn, thanh tịnh như hư không, thấy khắp các chúng sinh, hết thảy đều rõ ràng bài kệ bốn câu này là vị tịnh quang phổ chiếu chủ không thần tán thá những gì phật nói những vị phật